Phùng Ngọc Huy hội ngộ bé La Vi sau 8 năm xa cách, tiết lộ lý do chưa thể đưa con gái qua Mỹ sớm. Trước đó, bé La Vi cùng ông bà nội ra phi trường Tân Sơn Nhất đón Phùng Ngọc Huy bay từ Mỹ về Việt Nam hôm 9 tháng 8. Phùng Ngọc Huy cho biết đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh lúc nửa đêm nhưng không thấy mệt mỏi vì con gái và người thân đã chờ sẵn. Sau đó La Vi cùng ba mẹ về nhà ông bà nội ở quận Gò Vấp. Mới đây, Phùng Ngọc Huy chia sẻ khoảnh khắc nắm bàn tay nhỏ bé của con gái vào ngày 10 tháng 8. Nam diễn viên bày tỏ trên trang cá nhân, đặt bàn tay, nắm ngón tay. Theo Phùng Ngọc Huy, lần này anh về Việt Nam thăm con, chứ chưa đưa bé vì còn chờ thủ tục bảo lãnh. Anh cho biết sẽ ở Việt Nam khoảng 3 tuần sau đó bay về Mỹ, sắp xếp công việc để tháng 10 trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Dưới phần bình luận của bài viết, nhiều sao Việt như Xuân Lan, Ngọc Lan, Phương Thanh đồng loạt gửi lời chúc mừng và vỡ hòa hạnh phúc vì màn gặp gỡ đặc biệt này. Một tháng trước, Phùng Ngọc Huy thông báo nhận quốc tịch Mỹ và nộp giấy tờ xin đón bé La Vi qua định cư. Anh nói không tránh được căng thẳng khi sắp xếp gà trống nuôi con, nhưng nhờ chị gái hiện sống ở Dallas và bạn bè giúp đỡ. Trước ngày về Việt Nam, anh căng thẳng đến mất ăn, mất ngủ và thường tưởng tượng khoảnh khắc được ôm ghi con gái. Anh cũng tranh thủ học nấu nướng, làm bánh để trổ tài làm những món ăn ngon cho La Vi.